Em xin kính chào quý vị toàn thể bà con nhé. Hôm nay em xin chia sẻ cho cá ăn hàng ngày nhé bà con nhé. Thức ăn trộn những tỏi giã nhỏ ra để trộn vào thức ăn để cho cá dễ tiêu bà con ạ. Do tác giả của thạc sĩ chuyên gia thủy sản Nguyễn Thị Hà đã từng có uy tín bà con ạ. Đấy, đấy. Nên là sẽ chia sẻ ở trên mạng và chuyên gia Nguyễn Thị Hà đã chia sẻ cho bà con đấy bà con. Thì em xin thực hiện một số biện pháp cho cá ăn theo kiểu của tiến sĩ đã mách bảo bà con. Ao cá của em cũng nhỏ nẻ thôi bà con ạ. Tầm 50 mét vuông thôi, gọi đơn giản trong gia đình thôi bà con ạ. Mỗi thứ cá một tí để cải thiện, không có nhiều, tuần khoảng 2 bữa bà con ạ. Để nó có chất tanh cần thiết cho cơ thể bà con ạ. Nên lại cá này thì nó lại lợi thế là nó lại làm chống được, coi như vậy là nó có tác dụng làm chống được xơ vữa động mạch bà con ạ. Đấy thì nó hay ở cái chỗ đấy bà con ạ, nhưng cũng không phải nhiều được bà con ạ, một tuần chỉ 2 bữa thôi bà con ạ. Đấy cũng không phải là mình thấy nó như thế mà mình ăn triền miên cũng không được bà con ạ, cũng phải san san ra tuần 2 bữa cá mới lại còn đâu là đậu với trứng bà con ạ, mấy thứ lọ thứ kia nặt vặt thì coi như thịt nợ thịt niếc thế thì nó cũng là đấy bà con ạ. Chia sẻ cá nên ăn bà con thì mỗi một ngày em bớt chút thời gian, bất kể lúc nào rảnh thì là nó rơi vào tầm từ 30 phút đến 1 tiếng bà con. Vừa trộn thức ăn vừa này khác, nhưng mà nó lại đem lại cái hiệu quả kinh tế là chủ động được cái nguồn thực phẩm tương đối an toàn bà con ạ. Đấy mà lại nó lại thêm yêu cuộc sống, là mình nhìn thấy con cá nhiều lúc trong công việc thì còn là xả chét bà con ạ. Đấy thì mình nhìn thấy con cá nó ăn biết chăm sóc nó thì là mình cảm thấy nó tư tưởng nó cũng thoải mái một tí, nó tháo gỡ khó khăn dần bà con ạ, thuận lợi nó đem đến. Thế là ước mơ của em như thế, thì là sức khỏe thì cũng không khỏe lắm nhưng mà cũng nặt vặt mỗi công việc mỗi thứ một tí, thì là xin chia sẻ bà con là như thế đấy. Cá nên ăn nhìn rất đẹp, thì thức ăn trộn tỏi là tiến sĩ thạc sĩ coi như là chuyên gia thủy sản Nguyễn Thị Hà có nói là ăn cái thức ăn trộn lẫn tỏi tươi này, nó lợi thế là cái thứ nhất là con cá nó ăn nó nhanh tiêu và nó ăn được nhiều, thứ hai là nó có chất kháng sinh, nó chống được một số bệnh tật nhất định bà con, và nó lại chất thải, tức là khi phân của con cá nó ra môi trường ao thì là nó lại có chất kháng sinh đó thì nó lại tốt cho coi như vậy là hệ thống nước ao, chứ nó không phải là tính chất là tác dụng phụ bà con ạ. Đấy nó là như thế, thì là em cũng học hỏi được một ít thôi bà con ạ. Đấy em xin chia sẻ bà con như thế, để có ao nhỏ gia đình đấy cá nó nên ăn đấy bà con nhé, lung linh nó nên ăn đấy, rất là cảm thấy là thêm yêu cuộc sống đấy, quen rồi nhớ nó lắm bà con ạ. Ngày nào mà không ra được bận quá thì công nhận
kiểu gì cũng phải bớt chút sớm tối hoặc như thế nào thì cũng phải ra thôi. Nhớ nó lắm bà con, nhớ gắn bó với nó. Ngoài ra công việc của em thì em cũng chia sẻ đấy, thì cũng giúp bán hàng lặt vặt với lại trông nom coi như vậy, là vườn ăn đất cây cối linh tinh, nói chung là nó việc vặt bà con. Lúc nào cũng có việc thì có, lúc nào nghỉ thì nghỉ thôi chứ còn việc lúc nào cũng có, không phải khuân vác nặng nhưng lúc nào cũng có việc. Thế thì cảnh cũng chưa phải là già lắm, không còn trẻ nhưng mình cứ nhúc nhắc bà con ạ, thêm yêu cuộc sống. Đấy thì hy vọng là đàn cá là dần dần là phát triển để có cái là mình thứ nhất thu nhập, thứ hai là chủ động những lúc mà ở vùng cao lắm, lúc mà thực phẩm nó hiếm hoi chẳng hạn thì mình có cái để mình xài bà con ạ. Mình xin chia sẻ bà con như thế. Cuộc sống thì tự lực cánh sinh được là quý nhất bà con ạ. Đấy, mỗi gia đình là tự lực cánh sinh của mỗi gia đình, dần dần thì là nó đẹp. Thì chỉ nhập khẩu thêm ít thịt với cả ít nữa, dầu ăn với lại đậu đủ các thứ, còn đâu con cá con mú mình chủ động, rau mình chủ động vừa ăn đấy, nó thêm thắt là bà con nó cũng hay bà con. Thế là sau đó giảm nghèo, thứ hai là chủ động được cái thực phẩm nhất định bà con, điều đó rất rất quý bà con ạ, tuyệt vời. Mấy lại thức ăn thì em kèm theo, em cho ăn thức ăn thêm giun bà con, đào thêm giun cho ăn bổ sung. Nên con cá thì cũng hiện nay đang có triển vọng, hy vọng là tốt lành nhắm đến bà con ạ. Đấy, thì khó khăn đẩy lùi xa dần xa dần, tư tưởng tinh thần thoải mái bà con, thương yêu cuộc sống. Đấy bà con, cá nó cứ ăn đấy.